Hello, xin chào thầy các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2021 và bây giờ thì cũng là 9 rưỡi tối cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm giá rẻ đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này là con Redmi C2 các bạn nhé. Đây ạ, con này là con Redmi C2. Đây, sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn ở đây. Con này là con các bạn nhé, con này là con Oppo A1K. Đây, con Oppo A1K. Cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Đấy, con Oppo A1K thì là màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền, 6 inch hơn 6 inch. Pin thì là pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Oppo A1K này là nó là 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Ngoại hình thì con này còn độ 90% các bạn nhé. Đấy. Ngoại hình máy thì còn độ 90%. Đấy. Đấy. Ngoại hình máy thì còn 90%. Con Oppo A1K này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 1.500.000. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này các bạn nghe hàng mình sớm nhất, một là qua Zalo. Nếu mà Zalo mà tin nhắn mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình để đặt hàng nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn phải qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa bên mình có ship, từ hình thức mua hàng ở xa các bạn rất giản thôi. Các bạn nhận hàng thanh toán ấy, các bạn chọn hình thức là nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Còn các bạn nào mà gì nhỉ? Có các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy thì các bạn có thể là cọc cũng được. Còn các bạn nào mà tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chuyển khoản trước. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ đổi một tuần và bảo hành 6 tháng. Mọi chi tiết các bạn có thể gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng cho mình nhé các bạn nhé. Đấy, con Oppo A1K 1.500.000 cho các bạn nhá. Nói chung là pin hơn 4000 các bạn dùng cũng rất là ok các bạn nhá. Với tầm giá 1.500.000 dùng rất là ok các bạn nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này con Vivo Y91 các bạn nhá. Rồi thì con này là Vivo Y91. Đấy, con này là phiên bản của nó là gì nhỉ? RAM con này là RAM gì nhỉ? Đấy, RAM con này là RAM 3GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhá. Đấy, con Vivo Y91. Con này là RAM 3GB này, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền. Đấy, màn hình con này là tràn viền này. 6 inch hơn 6 inch, pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé. Con phiên bản 64GB này thì Vivo Y91 phiên bản 64GB này thì ngoại hình máy rất đẹp. Máy đẹp len keng xà beng luôn này. Đấy, máy màu xanh rất là đẹp luôn. Có cả vân tay các bạn nhé. Có mở khóa vân tay, camera kép. Đấy. Nói chung là mở khóa vân tay các bạn dùng cực kỳ nhanh và nhạy nhé. Được cái là bộ nhớ 64GB, các bạn thao hồ lưu trữ hay là quay phim chụp ảnh. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Con Vivo Y91 phiên bản 64GB này, bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y91 này các bạn nhận hàng được sớm nhất nhé. Đây, qua nếu mà tin nhắn mình không trả lời kịp thì mong các bạn thông cảm, các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại đặt hàng các bạn nhé. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con Oppo Reno 2S các bạn nhé. Đây, con Oppo Reno 2S thì ngoại hình máy con này máy còn 90%. Con này thì là máy màu này thì cũng rất là đẹp nhé. Màu này thì nó sạch. Màu này nó sạch, nó không bị bẩn các bạn nhé. Đấy, con Oppo Reno 2S. Oppo Reno 2S, con này thì là màn hình của nó là tràn viền. Đấy, màn hình OLED tràn viền các bạn nhé. Các bạn dùng màn hình OLED, AMOLED thì dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Cấu hình con Reno 2S này thì là đây. Phiên bản của nó là RAM 8GB này. Đấy, RAM 8GB này. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy. Đấy. Con này thì là có camera thỏ thụt nhá. Đấy, có camera đây, camera màn hình AMOLED cực kỳ là sắc nét nhá. Camera trước thì thỏ thụt, các bạn dùng selfie là chụp ảnh tự sướng rất là tuyệt vời nhá. Các bạn ấn tay thôi là sẽ thụt xuống luôn nhá. Còn Oppo Reno 2S này thì nó thiết kế của nó là 1 2 3 4 camera này, đèn flash này, đèn trợ sáng rất nhiều này. Màn hình OLED AMOLED hiển thị hình ảnh cực kỳ là sắc nét các bạn nhé. Con Oppo Reno 2S phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ 128GB này thì bên mình đang thanh lý bạn giá 4.200.000 các bạn nhá. Đấy, chỉ với giá là 4.200.000 thôi. Con Oppo Reno 2S này. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Reno 2S này các bạn nhận hàng được sớm nhất nhé. 4.200.000 cho các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai con lót 9 các bạn nhé. Đây. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai con lót 9 màu đen các bạn nhé. Hai con lót 9 màu đen thì là ngoại hình con máy này, con máy còn tất cả còn trên 90% nhé.
máy đẹp leng keng sáng beng. Hôm nay mình về được hai con này cực kỳ là đẹp luôn. Rồi, hai con màu đen bản Hàn nhé, hai con lót chín màu đen, bên mình là bản Hàn, hai sim hai sóng. Bạn nào mà dùng một sim thì mình sẽ để nguyên một sim cho bạn, mặc định máy Hàn là về Việt Nam sẽ là một sim. Còn bạn nào mà dùng một sim thì mình sẽ để mặc định sim cho các bạn, một sim cho bạn. Còn bạn nào dùng hai sim thì mình sẽ lên hai sim với bạn nhé các bạn nhé. Đấy, hai con này thì là ngoại hình này rất đẹp nhé, máy đẹp leng keng luôn, leng keng sáng beng luôn, ngoại hình trên 90% các bạn nhé. Thì là màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6.4 nhé, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Thì lót 9 có hỗ trợ cái bút chụp ảnh này, các bạn chỉ cần bấm bút này. Đấy, các bạn bấm bút rồi sẽ là chụp ảnh, rất là sướng và rất là tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn giới thiệu đấy, các bạn bấm bút sẽ là chụp ảnh nhé, rất là tiện lợi đấy. Ok, sản phẩm Samsung lót 9 đây. Đấy, rất là tiện lợi, các bạn bấm bút sẽ là chụp ảnh thôi. Đấy, màn hình con Samsung Note 9 thì bên mình màn hình con này thì đẹp keng nhé, không ả mồ hay không lưu ảnh gì các bạn nhé, máy cũng đẹp leng keng sáng beng luôn. À, hai con này về hôm nay thì quá đẹp luôn, hai con màu đen này bên mình về hôm nay quá đẹp nhé các bạn nhé. Đấy, đấy, màu đen quá đẹp luôn, đẹp không khác gì máy mới luôn. Đấy, đấy, màu đen bóng rất là đẹp nhé. Đấy, Samsung Note 9 này. À, mình sẽ xem cấu hình con này, phiên bản con này là RAM 6GB nhé. Đấy, màn hình 2K, nói chung là các bạn dùng màn hình 2K cực kỳ tuyệt vời. RAM con này là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé, nói chung là 128GB. Các bạn lưu trữ thì không phải giờ phải lo đầy bộ nhớ cả. Đây, con này mình đang dùng iPhone mình thì dùng 64GB đấy. Dùng hơn năm nay rồi. Còn chưa chiếm được gì nhỉ, một lửa. Đấy, Samsung Note 9 này. Đấy, camera kép này, đèn chiếu sáng flash này, vân tay các kiểu, mở khóa thì mống mắt, khuôn mặt, vân tay rất là ok các bạn nhé. Samsung Note 9 này. Đấy, máy màu đen bóng đấy các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 6.2 triệu nhé. Máy đẹp keng bên mình đang bán giá cho bạn với giá là 6.2 triệu nhé. Hôm nay nhà mình về được hai cây đẹp keng 6.200.000 cho bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 này các bạn hàng sớm nhất nhé. Đấy, Note 9 máy đẹp leng keng luôn, con này thì màn hình cũng đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì, rất là đẹp luôn. Đấy, cho bạn lựa chọn nhé. Đấy, mình sẽ xem phim 4K và 8K cho bạn xem này. Các bạn mình sẽ vào nghe nhạc cho bạn xem luôn. Đấy, nghe nhạc thì cực kỳ là phê luôn. Đấy, nghe nhạc thì cực kỳ là phê luôn. Đấy, đấy, các bạn nghe nhạc này. Các bạn xem phim coi như là full thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Màn hình 2K của nó rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy, đấy, rất là sắc nét nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 thì các bạn hãy sớm nhất nhá, giá chỉ với giá là 6.200.000 cho các bạn nhé. Đấy, đây iPhone thì hôm nay nhà mình về được hai con iPhone mất vân tay nhé các bạn nhé. iPhone mất vân tay hôm nay nhà mình về được hai con, tất cả hai con này là bản quốc tế nhá, 16GB pin, tất cả là pin ngon nhá. Đây, một con màu xám này, ngoại hình rất là ok. iPhone 6 mất vân tay các bạn nhá, 10 quốc tế 16GB. Bọn này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1.3 triệu nhé. iPhone 6 mất vân tay, quốc tế 16GB, 1.3 triệu cho các bạn nhé. Đấy, 1.3 triệu, con này pin ngon nhá. Đấy, hai con này đều là pin ngon tất các bạn nhá. Pin ngon hết luôn. Đấy, tất cả pin đã ngon nhá. Pin đã ngon đấy các bạn nhá. Pin mình đã thay mới cho bạn nhá. Đấy, pin mình đã thay mới cho các bạn nhé. Đấy, một con này là màu xám nhé, tặng kèm các bạn ốp đen này luôn. Còn con này thì là màu trắng này, màu trắng cũng mất vân tay, 1.3 triệu các bạn nhé. Con này mình sẽ xem là bản bao nhiêu ghi. Con này thì pin cũng ngon nhé, pin cũng mới 100% cho các bạn đấy nhé. Đấy, iPhone 6 này, con này cũng là bản quốc tế 16GB này. Đấy, con này cũng là bản quốc tế 16GB. Đấy, đấy, giá chỉ giá là 1.3 triệu các bạn nhá, mất vân tay, pin mới 100% cho các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 mất vân tay màu đen màu trắng này các bạn nhá, hàng được sớm nhất nhá. Đấy, giá chỉ với giá là 1.300.000 một con các bạn nhé. Đấy, đây, và tiếp theo là con iPhone 5 thường này. iPhone 5 thường này thì là ngon nhé. Đấy, ngoại hình thì vỏ hơi có xước xát theo thời gian thôi. Con này thì là 700 cho anh em nhá, con iPhone 5 thường này. iPhone 5 thường này 700 cho anh em. Gọi chống cháy rất là ok. iPhone 5 thường là 700 cho anh em nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường các bạn nhanh nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất nhé. iPhone 5 thường 700k cho anh em nhé. Đấy,
Đây, phiên bản quốc tế mình sẽ xem bao nhiêu ghi cho các bạn nhé. Đấy, 16 ghi nhé, 700 nhé. Còn con này là con gì nhỉ? Con này thì là Xiaomi này, mình sẽ xem các bạn là Xiaomi gì nhá. Con này là Mi Redmi 5A. Redmi 5A, con này là RAM 2GB. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con Redmi 5A này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì bên mình đang mặt sau thì khách có dán ni lông rồi. Còn rất là ok luôn. Mặt sau khách còn giật vẫn còn miếng dán ni lông này. Mình dán ni lông chống xước. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá 900k nhé. Con Redmi 5A là 900k cho bạn nhé. Đấy. Đấy, 900k cho bạn nhé. Đấy, các bạn làm máy phụ nghe gọi rất là ok. Hoặc các bạn mua về học sinh, các bạn về học hay là chơi game rất là ok các bạn nhé. Làm máy phụ nghe gọi rất là ok, 900k cho bạn nhé. Đấy, và tiếp theo là hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Samsung Z7 Prime. Đấy, Z7 Prime. Z7 Prime này. Đây, Samsung Z7 Prime. Z7 Prime thì con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Samsung Z7 Prime này, con này là bản công ty này. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này là RAM 3GB. Bộ nhớ trong là con này là 32GB các bạn nhé. Con Samsung Z7 Prime này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.4 triệu nhé. Ngoại hình con này thì còn độ 85-90%. Samsung Z7 Prime, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.4 triệu nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Prime bản công ty, 2 SIM 2 sóng này, các bạn hàng sớm nhất nhé. 1.4 triệu cho anh em nhé. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho mình để đặt hàng. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến là 10 giờ đêm. Thì là, và mình cũng xin dừng clip ở đây và hẹn lại các bạn vào clip tối ngày mai các bạn nhá. Xin chào các bạn nhá.